Và mẫu xe tiếp theo, à thực ra không phải là mẫu xe hoàn chỉnh đâu quý vị ạ. À, đây là một cái nền tảng platform. À, bình thường chúng ta sẽ thấy những cái mẫu xe hoàn chỉnh nó đầy đủ rồi. Thì nhiều khi chúng ta không biết là cấu tạo của cái khung gầm của nó sẽ như thế nào. Đây là một cái nền tảng platform của xe điện BYD mà họ sẽ đang bán những cái mẫu xe điện tại Việt Nam đó quý vị. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị nhanh thôi cái nền tảng platform của một cái chiếc xe điện nó gồm có những cái gì. Thì nó vẫn có một cái nền tảng khung gầm chính này với các cái gầm chữ H ở đây này. Tất nhiên là cái này thì nó là mô hình thôi quý vị, nó chỉ là không phải là bằng thép giống như là thực tế đâu ạ. Đây chúng ta sẽ có, đây là phần đằng trước này. Phần đằng trước của xe điện thì nó đơn giản, nếu quý vị nhìn thấy xe xăng nó dây dợ lằng ngoằng rồi đủ các cái loại nước rồi dầu rồi đủ các thứ thì xe điện nó sẽ đơn giản hơn. Nó có các cái cơ cấu của như motor này, cái phần cục motor trước này, là cái bộ mà điện đấy quý vị. Đây là hai cái trục cắt tăng ra đằng trước này, đấy hai trục này. Cái phần này thực lái này, đây là thực lái để kéo lên phía bên trên, chúng ta cầm lái xoay xoay này. Cái này xoay xoay thì nó sẽ đánh sang đánh vào. Đấy, cái này là hộ, cái thực lái điện này nó hỗ trợ lực cho chúng ta này. Đó, và hai cái bánh nó đánh ở đây. Đó, với cái cụm phanh màu vàng khá là đẹp. Đây, với một cái cơ cấu càng ở đây quý vị này. Đó. Đây, đây là cái điểm mà giúp cho chúng ta xoay bánh xe đây. Nó truyền lực từ cái motor điện này đi ra hai cái bánh đằng trước đây. Đấy, và bên trên nó là một cơ cấu cụm điều khiển. Nó cũng rất đơn giản thôi. Nó trong này là các hộp PCM điều khiển IC để các thứ ở trong này. Đấy, hai cái hộp này. Và đây là cái màn hình chính của xe khi mà chúng ta ngồi ở đây. Chúng ta ngồi ở đây chúng lái ở đây này. Lái ở đây thì cái màn hình toàn bộ điều khiển nó ở đây. Bởi vì nó điện hết nên là nó sẽ làm rất là gọn, mọi thứ nó tinh gọn ở trong một cái hộp, trong một các thứ, chứ xe xăng thì chúng ta sẽ rất là lằng nhằng. Đây thì toàn bộ cái phần bên dưới này, giống như tất cả những xe điện khác thì toàn bộ phần này là pin. Pin là sẽ để bên dưới cái chỗ ngồi của chúng ta, dưới toàn bộ thân xe đây. CTB Cell to Body đấy. Đấy toàn bộ pin. Và nó cả bên dưới này. Bên dưới này sẽ bịt kín lại này. Đó, toàn bộ pin nằm ở đây. À, tùy thuộc vào cái mẫu xe mà nó sẽ có cái dung lượng pin hay là trọng lượng pin nó sẽ khác nhau. Còn đây là cơ cấu bên đằng sau đây quý vị. Đây, chỗ này là cái chỗ mà hàng ghế thứ hai ngồi sau này. Toàn bộ cái phần này là cái cốp sau đây, cốp sau đây. À, lốp là ở đây là hộp 235, 45 và R19. La răng đẹp, la răng của BYD làm đẹp, những mẫu xe Trung Quốc thì làm rất là đẹp. Đây chúng ta cũng sẽ có một cái motor điện thứ hai ở sau này nữa. Truyền lực đây bằng cái trục cân đằng sau đây. Đấy. Đây. Đó, và các cái cơ cấu giảm sóc của nó, cơ cấu phanh, dầu và thứ ở đây. Cái motor điện nó sẽ nằm ở giữa đây quý vị. Đây. Đó. Nằm ở đây. Và tất cả nó sẽ là cơ cấu bằng điện hết, chứ nó không có cái truyền lực từ trước ra sau đâu, hai cái motor này là độc lập luôn. Đấy, nó sẽ di chuyển chiếc xe. Khung chữ H ở phía sau đây. Đấy, cơ bản là một cái nền tảng platform của xe điện. Hầu hết các hãng nó sẽ làm gần giống như thế này. Thưa quý vị, họ cũng sẽ dựa trên tất cả những cái nền tảng này. Dĩ nhiên là tùy vào mỗi hãng, họ sẽ tùy biến theo cái mẫu xe của mình, theo kích cỡ xe, theo từng chủng loại xe SUV, xe sedan hay các thứ. Tôi vừa giới thiệu cho quý vị cái nền tảng khung gầm của một chiếc xe điện. Mà nhìn nó rất đơn giản, dễ dàng. Còn đây lại là một nền tảng khung gầm của một chiếc xe máy xăng đây này. Dĩ nhiên là cái phần trên này thì là hồi nãy xe điện nó không có, khi lắp vào thì nó cũng sẽ giống như thế này thôi. Nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy cái xe máy xăng không? Nó sẽ có rất nhiều những cái thứ khác và nó cầu kỳ hơn. Nó sẽ phức tạp hơn so với nền tảng khung gầm xe máy điện. Đây vẫn là cái thanh chữ H này. Cái này là cái mô hình thật rồi, tức là một xe thật rồi chứ không phải là kiểu mô hình giống như bên kia nữa. Chúng ta sẽ có cái cấu của lái kìa, bình trợ lực kìa, hệ thống điều hòa này. Đấy. Chúng ta ở đây thì cái phần động cơ họ để bên kia. Thì chúng ta sẽ thấy các cái mối hàn, mối dập này ở trên xe đấy, cái mối dập này. Đây là khung gầm liền khối, như là tất cả mọi thứ nó đều dập thành một cái liền như thế này hết cả luôn quý vị nhé. Còn khung gầm body on frame thì nó lại khác nhé. Đó, thì ở đây chúng ta cũng sẽ có đây phần cửa này, cơ cấu cánh cửa đây. Đấy, đôi khi chúng ta thường là quen với những cái xe mà nó full hết rồi, nhưng khi mà tháo ra thì nhìn nó nhiều khi nó nhìn nó buồn cười lắm. Đó, cái phần này là phần đi dây điện cho xa phần cánh cửa này. Chúng ta sẽ thấy cột B ở đây. Dĩ nhiên là mỗi hãng họ sẽ có một cái chất liệu thép, có những nghiên cứu để mà gia cường cái khung này sẽ khác nhau, có thể chống chịu các tai nạn hay là độ cứng vững hay là thép boron hay là tất cả những cái thứ gì đó thì tùy vào từng hãng. Mỗi hãng họ sẽ có một cái công nghệ riêng của mình để mà làm. Đấy, như ở đây thì MG họ nói là thép cường độ cực cao đây này, lớn hơn 1300 MPa đây. Đó, thì mỗi hãng sẽ có cái công nghệ của riêng mình thôi. Túi khí rèm ở bên này, đây có công nghệ túi khí rèm ở bên nữa, thì khi mà có tai nạn thì cái túi này nó sẽ bung ra thì hai bên này nó sẽ bảo vệ cho chúng ta. Đây, phần này là phần để cái ngồi khoảng ghế thứ hai đây quý vị này, ngồi của người lái này, ngồi bên kia này. Phần này là cái phần để chân đấy, đấy ngồi đây. Đó, phần đằng sau là hốc của ấy đây, đây là trophy. Cái này là cái mô hình của chiếc MG7 đấy này. Cái MG7 hôm trước tôi có review cho quý vị ấy. Đấy, trophy MG7.
chiếc mà xe hơi giống với chiếc Aston Martin ấy, kiểu thế. Bên này chính là cái phần còn lại của nó đây. Phần còn lại của nó thì nó sẽ có cơ cấu là, đây là đằng sau quý vị nhé. Chúng ta sẽ thấy hệ thống giảm xóc độc lập này. Đó, hệ thống giảm xóc độc lập này. Với ống xả đôi này, bốn đường ống xả luôn, các cái cảm biến đường ống xả đấy. Ở đây nhá, quý vị sẽ nhìn thấy này, hầu hết các xe ống xả nó sẽ đi ở giữa này, cho nên là chúng ta sẽ có cái gờ nổi ở giữa các xe là vì thế. Một số xe thì nó sẽ đi lệch đi thì chúng ta sẽ có cái sàn đằng sau là phẳng, còn như ở đây nó sẽ đi ở giữa thì gần như là ở giữa nó sẽ có một cái gờ nổi lên đấy. Đấy là cái bố trí của người ta thôi. Đây cũng thế này, các cái cơ cấu của hệ thống treo phía sau. Còn đằng trước là cục máy đây, quý vị nhìn thấy không đấy, 245, 40 và R19 là kích thước của lốp và la răng. Hệ thống treo MacPherson này, treo MacPherson rất là đơn giản. Rồi, tất cả mẫu xe bây giờ hầu hết là bên trước đều dùng treo MacPherson, từ các xe công nghệ cao hoặc là đắt tiền thôi. Đây chúng ta sẽ có một động cơ turbo 2.0 lít, 227 mã lực, 180 Nm và tăng tốc 6.5 giây thôi, rất là nhanh, một động cơ rất là nhanh, thông số rất là nhanh. Đây toàn bộ cái két nước giải nhiệt này. Đó, rồi là động cơ xăng, tuần xăng hoàn toàn. Thì quý vị nhìn thấy không, so với một động cơ điện ấy, thì động cơ xăng nó phức tạp hơn rất là nhiều, vì nó phải cần rất là nhiều những cái bộ phận để mà cấu thành lên nó. Còn động cơ điện thì nó chỉ có một cái motor điện ở đây thôi, thế là xong, đơn giản một hộp điều khiển thôi. Motor xăng thì rất là phức tạp đấy, hộp điều khiển động cơ của Bosch đấy. Chúng ta sẽ thấy một cái MG7 la răng rất là quen thuộc, rất là đẹp. Điều khiển hộp số AP9 cấp ZF này, hộp số này nếu mà hộp số xịn ấy, thì phải nói là cực kỳ ngon. Hộp số trên những cái chiếc xe Porsche hoặc là xe Volkswagen, xe Đức hầu hết là sử dụng hộp số ZF hết, rất là ngon luôn. Chiếc MG7 thực tế tôi cũng chưa biết, tôi chưa lái con này. Đây là cái thanh cân bằng trước này, quý vị sẽ cái này là cao su cân bằng này. Thỉnh thoảng mà chúng ta đi qua những cái chỗ mà sắp nó kêu lục cục thì là cái cao su cân bằng này là một trong nguyên nhân đây. Đấy, cao su để mà giữ cái thanh cân bằng đây, nó sẽ nối với cái đô tin trụ đứng đây này. Đó, đây là cơ cấu của thước lái này. Đấy, cái này chúng ta sẽ lái như này thì nó sẽ đẩy sang đẩy vào. Đó, rồi là cái này là cái trục lắp này, trục lắp phía trước này. Đấy, trục cần đăng, trục lắp phía trước nó sẽ đẩy ra đấy. Đó, cơ cấu cơ bản của động cơ xăng là như thế. Thì quý vị có thể có cái so sánh với động cơ điện mà lúc nãy tôi có giới thiệu cho quý vị được. Trong cái gian hàng của BYD thì nó sẽ có trưng bày một cái dạng gọi là mô hình của cái pin mới. Thì rõ ràng là cái bất lợi của xe điện bây giờ nó chính là cái thời gian sạc pin. Chúng ta nếu như tối ưu được thời gian sạc pin và đặt nhanh khoảng 10 15 phút 20 phút thôi thì có lẽ là tương lai của xe điện sẽ rất là gần. Và thêm nữa thì cái trạm sạc của xe điện nó cũng phải dài lên thì chúng ta sẽ sử dụng xe điện tiện hơn. Chứ còn bây giờ xe điện vẫn đang là một cái rào cản bởi cái trạm sạc. Đấy thì nhân thể nói về cái gian hàng của BYD thì tôi sẽ nói nhanh với quý vị về cái mẫu xe BYD Seal này. Seal đấy, đấy, mẫu xe điện thuần điện của họ rất là đẹp. Với những cái cụm đèn thiết kế tròn trịa giống như chiếc Porsche vậy. Đấy, rồi là bên này, bên cạnh cũng như vậy đây quý vị này. Bên cạnh cũng như thế, rất là đẹp. Với kiểu la răng của những chiếc xe điện thì nó kín nhiều này. Đó, rồi là BYD gương chiếu hậu đẹp này, tay nắm cửa này có thể thò ra thụt vào được luôn này. Đấy, nó thụt vào đằng trong luôn giống như kiểu Land Rover đấy. Thưa quý vị, đấy, nói chung là xe điện của BYD thì rất là đẹp. Độ bền hay các thứ thì tôi không biết, bởi vì là tôi chưa được trải nghiệm nó, nên là tôi cũng không biết là nó bền như thế nào hay là cái vận hành của nó làm sao. Đây, ví dụ như cụm đèn hầu ở sau rất là đẹp, với các cái kiểu bóng như kiểu mà kiểu màn trời đêm vậy, nhưng mà một cái sao này hơi to. Đấy, BYD siêu rất là đẹp luôn. Cốp thì mở đây, đó, bật lên bên trong cốp điện. Dĩ nhiên rồi, xe điện thì phải cốp điện, bật lên đó, rất là đẹp. Nhưng mà kéo xuống thì vẫn cơ này. Đấy, bật lên thì cũng là gọi là bằng cái ấy ở đây, nhưng mà không phải là điện rồi. Cái này là lò xo kéo ở đây này, lò xo đây quý vị này. Tôi cứ nghĩ là xe điện là cốp điện nhưng không phải. À, cái này vẫn là cơ này. Kéo xuống và mở lên thì vẫn là cơ, lò xo kéo lên. Đó, cốp đằng sau thì rộng này, trong thì cũng có các hốc chứa đồ. Đấy, cốp sau này. Rồi có cái camera của Cam 360. Nếu mà xe Trung Quốc mà thì sẽ rất là đẹp, rất là nhiều cái trang bị. Rồi các kiểu thiết kế đằng sau giống xe thể thao. Đây, vào bên trong quý vị, giới thiệu nhanh thôi. Quý vị nhìn nhanh thôi quý vị. Đấy, những cái phần chất liệu của da lộn này, da này, của vô lăng này, màn hình này, rất là to, rất là đẹp. Màn hình rất là to, tất cả đều điện hết. Ghế điện rồi các thứ, chỉ có vô lăng kia là chỉnh cơ thôi. Màn hình còn xoay được kìa. Đấy, màn hình xoay quý vị kìa. Xoay ngang, xoay dọc, lúc nãy là ngang nhá. Bây giờ xoay phát là dọc luôn. Đấy, to đùng luôn. Quý vị thấy không? Đấy, cái bạn đang ngồi, bạn ấy đang trải nghiệm cái xe điện đó. Đó. Tôi hàng ghế thứ hai này. Ghế thứ hai đây. Tôi sẽ thử ngồi vào ghế thứ hai cho quý vị xem.
nó cũng khá là rộng rãi và thoải mái. Và cái kiểu thiết kế ghế thể thao như thế này, lỗ như thế này đây. Tiện ích thì chúng ta sẽ có hai cửa gió. Tôi không thấy cổng sạc của ghế thứ hai ở đâu cả. Bệ thì tay ở giữa, để tay ở giữa đây. Đó, kính chân này. Ui, cái này thì cũng phải là panorama nữa mà là từ đuôi xe cho tới đầu xe luôn. Kính to đùng luôn quý vị này, kính chân toàn cảnh luôn. Nên là kính này, tôi nghĩ là không mở ra đâu. Kín luôn. Cái này thì không biết mùa hè nóng như nào nhỉ. Tôi cũng chưa tưởng tượng được là nếu mà chúng ta đi mùa hè thì sẽ như thế nào luôn. Tôi sẽ lên ngồi đằng trước để chia sẻ với quý vị luôn. Đây là cái mẫu xe chiến lược của BYD tại Việt Nam đấy. Đây, chúng ta sẽ có ghế thiết kế thể thao rất là đẹp này. Đây, chúng ta sẽ có các màn hình này. Đấy, màn hình đây, màn hình tắt nguồn này, bật nguồn lên này. Rồi chúng ta sẽ có thông tin xe, tất cả các thứ ở đây. ADAS này, năng lượng này, rất là nhiều. Cái vô lăng dạng đê cắt này, trên này là hệ thống ADAS, hệ thống giải trí đồng hồ đánh tay, đèn tự động. Hạt mưa cũng thế, cái chỗ này là da lộn này. Trong này cũng có những cái hốc chứa đồ rất là đẹp. Màn hình phía trước thì bé thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh ngang ngang, nhưng màn hình ở giữa này thì to. Bây giờ tôi sẽ xoay ngang cho quý vị này. Đó, mình nó ngang rất là to, và dưới này có hai cổng sạc luôn này. Sạc này là sạc không dây luôn nhá. Tần số thì bé xíu, xinh xinh nhỏ nhỏ. Thế này thì có các cái chế độ lái, vượt đường tuyết, rồi là phanh tự động, rồi là volume này, chế độ lái này, P này, start stop này. Nói chung cái bệ yên ngựa thiết kế khá là hay, đẹp. Kiểu như một chiếc ly vậy, như một chiếc eo người phụ nữ. Đẹp đấy, đẹp. Đây, bên dưới này nữa, đây là có một cái chỗ để thẻ NFC. Đây, hộc chứa bên trong cũng rộng này, nhưng không có chức năng làm lạnh. Ghế bên này là chỉnh điện luôn quý vị. Nói chung là những chiếc xe của Trung Quốc thì phải nói là rất nhiều những tính năng, rất nhiều các cái thứ trên này cũng là gương chiếu hậu chống chói tự động này, đèn là cả bứng luôn này. Đó. Ghế thể thao rất là đẹp. Nói chung là những chiếc xe điện của Trung Quốc mà. Còn độ bền hay là vận hành hay các thứ như nào thì tôi không biết, bởi vì là tôi chưa trải nghiệm, tôi chưa lái và tôi cũng chưa đủ để mà nói chia sẻ với quý vị để khẳng định những điều gì cả. Bởi quan điểm của chúng tôi là muốn khẳng định một chiếc xe vận hành như thế nào thì phải đem nó đi, phải thực tế nó, phải đưa nó đi road trip, phải đưa nó đi đường trường, phải cho nó trải qua điều kiện địa hình thì mới có thể đánh giá được. Còn ngồi thế này thì chỉ có thể giới thiệu cho quý vị những cái trang bị, những cái tiện nghi thôi, nó có thôi. Còn ai mà muốn mua xe như tôi nói rồi, cứ ra đại lý lái thử, ngồi lên chán chê, cảm thấy phù hợp hãy chốt.